chào, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với FPT Sub Channel. Samsung Galaxy A80 là một sản phẩm tiên phong trong cái cuộc chiến tối ưu màn hình của Samsung. Thực ra là gọi là một cuộc chiến thì mình cũng không biết là nó có phải là một cuộc chiến hay không. Nhưng mà đại khái thì mỗi hãng sản xuất smartphone đều đang rất là cố gắng để có cho mình ít nhất là một sản phẩm có một cái màn hình tràn viền tuyệt đối. Và tất nhiên là mỗi hãng sẽ có một cái cách tối ưu riêng, như là những cách mà chúng ta thường thấy trước đây là một hệ thống camera pop-up với camera selfie được giấu vào phía bên trong này. Và khi mà chúng ta chuyển giao diện camera selfie thì cái camera selfie sẽ từ từ trồi lên. Nhưng mà Samsung thì họ lại không chọn cách đó, mà họ chọn một cái hướng đi hoàn toàn khác biệt, một cái thiết kế khá là độc đáo và đã gây được ấn tượng rất là lớn ngay từ khi chiếc Samsung Galaxy A80 này được ra mắt. Đó chính là thiết kế camera xoay lực. Theo đó thì cả camera trước và camera sau thì chúng ta sẽ dùng chung một cái cụm 3 camera này. Có nghĩa là các bạn sẽ chụp camera trước và camera sau chất lượng y chang như nhau. Và đây là một cái điểm mà mình thấy là một cái điểm rất là mạnh ở trên chiếc Samsung Galaxy A80. Bởi vì trước đây thì thông thường camera selfie sẽ có chất lượng hơi yếu thế hơn một chút xíu so với lại camera sau. Nhưng mà trên chiếc Galaxy A80 thì chúng ta sẽ không gặp phải trường hợp đó. Và bởi vì cái thiết kế đặc biệt này cho nên là sẽ có những cái tính năng mà các bạn chỉ có thể được trải nghiệm khi mà các bạn sử dụng chiếc Samsung Galaxy A80 thôi, chứ không phải là bất kỳ một chiếc smartphone nào khác. Và trong video ngày hôm nay thì mình với các bạn sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem những tính năng đó là gì nhé. Thì mình sẽ điểm qua sơ một chút xíu về cái thiết kế siêu cấp độc đáo này của chiếc Samsung Galaxy A80 cho bạn nào chưa biết. Theo đó thì máy sẽ có một cái màn hình lớn ở phía trước và đây sẽ là một cái màn hình tràn viền tuyệt đối luôn. Có nghĩa là các bạn sẽ không bị vướng bất kỳ một cái nốt tay thỏ hay là giọt nước hay là nốt ruồi gì cả. Các viền xung quanh thì cũng sẽ được làm rất là đồng đều, mỏng. Nói chung là cái trải nghiệm khi mà các bạn xem phim này hoặc là chơi game trên cái màn hình này là rất là đã. Ở phía sau thì chúng ta sẽ có một cái mặt lưng rất là bóng bẩy. Và cái mặt lưng này thì mình thấy cái nhược điểm duy nhất của nó là nó bám vân tay hơi bị nhiều thôi. Và cái cụm trên đây của chúng ta sẽ là một cái cụm camera linh động. Có nghĩa là khi mà các bạn bật camera trước thì nó sẽ trồi lên và đồng thời xoay cái cụm camera này ra ở phía trước. Thời gian để cho cả một cái hệ thống camera này xoay chuyển từ camera sau sang camera trước là sắp xỉ 1 giây, và các bạn sẽ nghe một cái tiếng động cơ nhẹ từ nó. Cụm camera ở phía sau sẽ được trang bị 3 cảm biến. Chúng ta sẽ có cảm biến chính là 48 megapixel chụp ảnh siêu sắc nét luôn. Tiếp theo là một cảm biến phủ 8 megapixel và chúng ta sẽ có thêm một cái cảm biến 3D TOF. Trong cái phần giao diện cho camera sau thì nó sẽ được trang bị rất là đầy đủ những cái tính năng để cho các bạn có thể chụp ảnh. Ví dụ như là chúng ta sẽ có chụp ảnh thường với camera 48 megapixel. Bên cạnh đó sẽ có một cái tùy chọn góc rộng dành cho bạn nữa. Tùy chọn góc rộng này là một cái tùy chọn hiện tại đang rất là phổ biến trên những chiếc smartphone Samsung, và mình thấy là nó sẽ rất là giúp ích cho bạn nào mà chúng ta đi chụp ảnh du lịch đó. Nó sẽ mang lại cho các bạn những cái bức ảnh du lịch vô cùng là hoành tráng lệ. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ không thể nào thiếu đi cái tính năng chụp ảnh lấy nét động rất là đặc trưng của Samsung. Và với chiếc Samsung Galaxy A80 với cái lại cảm biến 3D TOF của đó thì khi mà các bạn chụp ảnh lấy nét động sẽ có một cái chất lượng tốt hơn, khi mà hình ảnh cho ra xóa phông chuẩn hơn, đẹp hơn nè, cũng như là cái độ sắc nét của nó cũng được nâng cao hơn rất là nhiều. Kéo ở đây thì chúng ta sẽ có thêm tính năng chụp ảnh chuyên nghiệp nè, chụp ảnh toàn cảnh và cả chụp ảnh ban đêm nữa. Thì cái tính năng này sẽ giúp cho các bạn chụp những cái ảnh thiếu sáng, nó sẽ giữ lại được nhiều chi tiết hơn, hình ảnh không bị noi nhiều. Nói chung là chụp ảnh rất là ok. Trong phần video thì nó sẽ có thêm hai cái tính năng là tính năng chuyển động chậm và tính năng chuyển động siêu chậm. Thì hai tính năng này được ra mắt đầu tiên trên dòng S9, theo mình nhớ là như vậy. Và bây giờ thì nó đã được cập nhật trên dòng A luôn rồi. Hiện tại thì những chiếc A50, A70 thì các bạn cũng có thể cập nhật được cái tính năng là quay chuyển động siêu chậm như thế này. Và một cái điểm mà mình thấy chỉ có chiếc Samsung Galaxy A80 này có thôi, đó chính là tính năng quay video lấy nét động. Theo đó thì các bạn sẽ quay video và nó sẽ tiến hành xóa phông theo thời gian thực cho các bạn luôn. Và đó là toàn bộ những cái tính năng mà các bạn có thể sử dụng trong giao diện chụp ảnh bằng cái camera sau. Nói chung là nó cũng giống với lại đại đa số những chiếc smartphone của Samsung khác. Tuy nhiên thì nó sẽ được bổ sung thêm một cái tính năng là quay video lấy nét động. Như vậy thì khi mà các bạn sử dụng giao diện camera trước thì sao? Như lúc nãy mình có nói thì camera sau và camera trước sẽ sử dụng chung cái bộ camera này, cho nên là camera trước sẽ được thừa hưởng tất cả những cái tính năng mà camera sau có được. Kìa chưa. Khi chụp ảnh với giao diện camera selfie thì các bạn sẽ có 3 cái góc độ chụp nè. Chúng ta sẽ có chụp thường nè, chụp ảnh góc rộng và chụp ảnh góc rộng.
Thấy thằng Giang luôn. Thấy chưa? Các bạn thấy nó rộng dễ sợ chưa? Với cái góc siêu rộng này thì khi mà chúng ta chụp selfie nhóm á, thì sẽ rất là dễ dàng hơn cho các bạn, cũng như là cho một cái bức ảnh có một cái độ sâu hơn nữa, rất là thích. Bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể chụp selfie lấy nét động bằng cái bộ ba camera phía sau luôn. Thông thường thì khi mà chúng ta chụp ảnh selfie lấy nét động trên những chiếc smartphone Samsung khác á, thì nó sẽ xử lý bằng phần mềm cho các bạn. Nhưng mà nay khi mà chúng ta sử dụng chung cái bộ camera phía sau thì nó sẽ có những cái xử lý kết hợp giữa phần cứng và phần mềm, thì nó sẽ cho ra một cái bức ảnh selfie xóa phông chuẩn hơn, nó không có bị giả, cũng như là cho các bạn những cái xinh đẹp hơn. Và ở trong giao diện camera selfie thì chúng ta cũng có thể quay video lấy nét động. Đây là một cái điểm mà mình lần đầu tiên thấy trên một chiếc smartphone như thế này. Có nghĩa là các bạn sẽ quay selfie và nó sẽ đồng thời làm mờ cái background xung quanh của mình luôn, thì nó rất là đẹp. Tuy nhiên thì mình thấy là trong quá trình quay thì cũng tùy theo cái background của các bạn chọn nữa. Nếu là background đơn giản thì nó sẽ xóa được ok. Còn nếu mà background các bạn chọn hơi phức tạp thì nó sẽ có hơi lỗi một chút xíu. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì Samsung sẽ có thể cập nhật cái này lên cho mọi người. Và bên cạnh đó, trong cái giao diện selfie thì các bạn cũng sẽ có thể quay video kiểu timelapse. Đây là cái mà cũng là lần đầu tiên mình thấy trên chiếc Samsung Galaxy A80 luôn. Các bạn không thể nào trải nghiệm được cái tính năng này khi mà sử dụng một chiếc smartphone khác. Kể từ chiếc Samsung Galaxy S10 thì trong tính năng quay video, Samsung đã bắt đầu trang bị cái khả năng là siêu chống rung dành cho các bạn. Tuy nhiên thì với chiếc S10 thì các bạn sẽ sử dụng siêu chống rung khi mà các bạn quay bằng camera sau. Nhưng mà với chiếc A80 này, bởi vì camera sau cũng như là camera trước, cho nên là các bạn quay selfie bằng camera trước, các bạn cũng có thể được sử dụng cái tính năng siêu chống rung này. Thì đối với những bạn nào mà chúng ta quay vlog hay này kia thì đây sẽ là một cái tính năng rất là hữu ích. Nói chung là về những cái tính năng chụp ảnh trên chiếc Samsung Galaxy A50, mình khá là hài lòng bởi vì nó đem đến cho người dùng rất là nhiều những cái tùy chọn. Tuy nhiên thì có một cái điều mà mình vẫn chưa có quen lắm khi mà sử dụng chiếc Samsung Galaxy A80 này, đó chính là khi mà các bạn chuyển đổi giữa camera sau và camera trước lên á, khi mà cả cái hệ thống này nó rồi lên thì nó khiến cho cái điện thoại của mình nó trở nên dài một cách hơi khó quay một chút xíu. Tuy nhiên thì nếu các bạn dùng dần thì mình nghĩ là các bạn sẽ quen với lại cái sự siêu to khổng lồ này của nó. Và vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những cái tính năng rất là đặc biệt, những cái tính năng mà chỉ có riêng chiếc Samsung Galaxy A80 mới được sở hữu thôi. Khi các bạn sử dụng nó thì mới được trải nghiệm thôi. Còn khi mà các bạn sử dụng những chiếc smartphone khác thì các bạn sẽ không được trải nghiệm đâu. Và hiện tại thì nó đã có những cái thông tin cũng như là thông tin đặt hàng trên trang web của IT Shop rồi. Mình sẽ để link của chiếc A80 này bên dưới cho bạn nào muốn tìm hiểu kỹ hơn cũng như là thích thú và muốn mua nó có thể đặt hàng luôn nha. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu mà các bạn có phát hiện thêm một cái điểm thú vị gì nữa, hoặc là có bất kỳ những cái chia sẻ gì về chiếc A80 này nữa thì có thể comment bên dưới nha. Mình sẽ cố gắng trả lời hết tất cả comment của các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.